ngay cả những em mà tính là đi nhà hàng và những em khác cũng thế, là mình là như phải nói là em là sứ giả của Việt Nam. Tại vì nếu mà có dịp được xin đầu bếp Nguyễn Văn Lộc hướng dẫn cho thì tốt đấy, bởi vì anh Nguyễn Văn Lộc anh đăng ký trong cái chương trình của thầy khởi xướng là Nam Thanh Niên Thế Kỷ thứ 21, mà anh muốn là anh đào tạo Nam Thanh Niên bếp giỏi như anh Lộc. Thì em nào muốn một là trở thành đầu bếp giỏi, và thứ hai là như thầy nói là có thể các em chuyên gia học tập thì cũng nên học. Vì cái lớp các em như vậy là năm thứ tư rồi, học lớp nữa thì thầy sẽ tặng cái em cho lớp các em một số cái bằng, trong đó có cái tờ bảng để được đọc sách ấy. Thì em xem rất là hay, và thầy hy vọng là anh em không hiểu em bởi những năm sau hay là phải cảm ơn cũng được như thế nhé. Thế là hai nhóm, thực ra là có một nhóm chủ nữa, là ba nhóm là thuyết trình thì là đánh giá rồi đấy, từng nhóm thì đánh giá rồi. Thế nhưng mà đây có một số các em có ý kiến thế này, em nói rằng là nhóm thuyết trình nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp từ lớp. Bọn em ghi rằng là lắng nghe ba nhóm thuyết trình buổi học qua sinh viên này thì thầy biết rồi đấy. Thế như năm em đó thì hôm nay có mặt không? Những em nào vào bắn không? Và bây giờ xin mời tất cả các bạn nhóm chính, nhóm cái trình chúng ta tiến lên phía bên đây để ngồi. Và xin mời các bạn nhóm 8 đứng lên về vị trí để chuẩn bị phản biện cho nhóm chính. Nhóm chính là nhóm cuối cùng xin được nói về đề tài đó là xây dựng bếp Việt. Nhưng mà trong những hoạt động xúc tiến này còn nhiều vấn đề phải khai thác.
và những nhu cầu đáp ứng cho phù hợp và hiệu quả hơn trong chương trình quảng bá du lịch. Còn hiện nay những nhà phục vụ chế biến món ăn đồ uống hay là các dịch vụ du lịch của các khách nước ngoài càng xuất hiện tại nhiều các trung tâm du lịch như nhà hàng có nhà hàng ăn theo phong cách Ấn Độ, Pháp, Ý, Nga, Mỹ, Hàn Quốc. Trường hợp khiến khách có thể quay lại được lần sau nữa. Các món ăn thì còn thiếu trong chăm sóc cho kho vệ sinh cũng nên chú ý đến độ tươi ngon của một số nguyên liệu. Về giới thiệu trình bày món ăn thì khá đơn giản, được bắt mắt cho lắm. Trong cảnh xung quanh thì cũng không ít được chăm chút đầu tư nhạc nền thì quả tin trang trí phần Việt và ánh sáng ngày càng được chú ý hơn, ngày càng ít chú ý hơn. Việc phục vụ còn lẫn thuộc thiếu chuyên nghiệp, dùng kiểu phục vụ cho Âu có để cải biến phục vụ món ăn Việt, hoặc là một số thiếu sót mà không mang đậm tính phần Việt của món ăn Việt. Những món ăn này còn thiếu và yếu chưa có sự phong phú của các món ăn và các món ăn phương Tây. Về đối tượng khách cũng rất đa dạng về địa lý, về tôn giáo, nhân khẩu. Cộng nên cũng cần phải phân loại và đáp ứng khách theo từng nhóm riêng biệt. Về tôn giáo thì cần chú ý tới những khách hàng và theo những tôn giáo như kiểu như ăn chay, Phật và Đạo Hồi. Đặc biệt chú trọng đến vệ sinh dinh dưỡng, cái bày biện. Đấy cũng như là những cái ý kiến đóng góp rất là hợp lý, phù hợp, sáng tạo, làm cho cái ẩm thực có thể phát triển theo cái hướng đúng của nó. Và cần hơn nữa đó là cái quá trình mà đào tạo như là đào tạo từ cái khâu đơn giản nhất, đó là khâu phục vụ. Tất cả các nhà hàng người ta, khi mà khách nước ngoài người ta bước vào một cái nhà hàng á, thì cái hình ảnh đại diện đầu tiên đó sẽ là những cái nhân viên phục vụ. Và cái thái độ nhân viên phục vụ ở đây như thế nào sẽ là cái mà người ta đánh giá về cái nhà hàng đó, và người ta có suy nghĩ là nên lựa chọn quay lại cái nhà hàng đó một lần nữa hay không. Nên đây là vấn đề rất là quan trọng. Có thể nói là ở đây thì nhóm này sẽ so sánh với một cái số mà ẩm thực rất là phát triển ở châu Á như là Nhật và Thái. Đây đó là, nói chung là khi mà Nhật đó, chúng ta sẽ thấy là ẩm thực của họ không có gì hơn chúng ta cả, nhưng mà họ hơn chúng ta ở cái là họ có cái sự đào tạo rất là chuyên nghiệp. Họ rất là chú ý đến cái khâu đào tạo, họ đào tạo con người, đào tạo đến cái cách thức, đến cái thái độ, đến tất cả các cái hành vi ứng xử của con người trong các cái hệ thống nhà hàng. Và cái nữa là họ có tính chuyên nghiệp về hệ thống, như là cái nhà hàng Hoàng Gia của Thái, họ rất là đề cao cái thái độ của nhân viên phục vụ. Đó là họ quan trọng nhất là nụ cười, như là chúng ta biết là Thái Lan là đất nước của những nụ cười, có nghĩa khi đến đây vấn đề quan trọng là cười và giao tiếp. Và họ chính cái đó đã làm cho cái ngành du lịch của họ phát triển. Mà cái vấn đề trang trí thì chúng ta chưa chú ý nhiều. Ngon mà không có được bài trí đẹp mắt ấy, thì nó cũng giảm đi cái tính nghệ thuật. Và đây là những cái món ăn Nhật Bản, các bạn nhìn đi. Họ rất là chú trọng đến màu sắc. Khi mà nhìn những món ăn mình chưa biết nó ngon hay không, nhưng mà nhìn thấy màu sắc nó đẹp là mình đã cảm thấy rất là thích thú rồi. Và đó là cái lý do tại sao khi người ta đến với nước Nhật, người ta lại rất là thích vào những cái quán ăn, những cái nhà hàng của người Nhật. Ở đây đó, thường là người Nhật họ lấy cái gốc của họ là thiền, như là những cái đạo, họ thường hay cái đạo như là trà đạo hay là hoa đạo, chính đạo gì đó. Họ chú trọng đến cái thiền và họ rất là quan tâm đến cái không gian các bạn. Cái nhà hàng của Nhật đó, họ bài trí cái không gian rất là tốt. Các bạn đi vào đây các bạn không có tưởng tượng mình bước vào một cái nhà hàng đâu, mà mình nghĩ là mình bước vào một cái không gian nào đó, một cái không gian hoàn toàn thuộc riêng về mình. Nó có đầy đủ những cái hệ thống nhà hàng chuyên về gia đình, sẽ có dành cho gia đình, chuyên về cái khách mà bàn công việc, sẽ có không gian dành cho các bạn công việc. Đây là cái hệ thống mà họ xây dựng rất là tốt, và chúng ta cần phải học hỏi rất là nhiều về vấn đề này mới mong là xây dựng được cái ẩm thực Việt Nam bền vững. Nhưng mà khi vào cái nhà hàng thì chúng ta nên hệ thống nó thành một cái chuẩn mực, có những cái hệ thống, những cái món ăn mà khi mà khách nước ngoài họ vào thì họ sẽ gặp được những món ăn này đầu tiên, và là những món ăn thể hiện được cái bản sắc của chúng ta. Và cái đề xuất của nhóm ở đây là nên xây dựng một cái hệ thống nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực về những cái món nhất định,
chứ chúng ta đừng có theo kiểu mà hôm nay thì sáng tạo ra món này, ngày mai sáng tạo ra món kia, không có một cái hệ thống. Sáng tạo là tốt, mỗi lần mà chúng ta có hiệu những món mới là việc rất là tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta có sự thay đổi liên tục như vậy thì sẽ không giữ cái gốc truyền thống là những cái món ăn đặc trưng nào nó tồn tại đó. Truyền thống văn hóa Việt vì vậy mà họ rất là thích. Đây là nhà hàng tre, nơi mà thường xuyên phục vụ các món nướng và món trứng của Việt Nam các bạn. Thì các bạn cũng đã biết về cái món trứng này từ những cái nhóm trước thì họ cũng đã trình bày rất là rõ ràng. Và đây là một cái món ăn mà thực khách rất là yêu thích khi mà đến Việt Nam. Còn đây là cái chuỗi nhà hàng ăn lề ghi. Chuỗi nhà hàng ăn lề ghi này các bạn để ý là việc đầu tiên khi mà người ta đánh vào cái tâm thức của nó thực khách đó là người ta để chữ ăn lề ghi nghĩ gì ăn vô là ghiền, nhưng mà khi mà vô đó người ta không chỉ ghiền cái món ăn mà người ta còn ghiền cái văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta nữa, tại vì nó thể hiện rất là đầy đủ những cái bản sắc văn hóa. Do đó là đây là cái nơi mà khách du lịch đã yêu thích và chúng ta cần phải xây dựng nhiều hơn nữa cái hệ thống nhà hàng như thế này. Và cái vấn đề mà quan trọng, rất là quan trọng là cho dù cái đội ngũ nhân viên đó như thế nào đi nữa thì cái người mà giữ cái vị trí quan trọng chính là cái người quản lý. Người quản lý sẽ là người chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với cái vấn đề mà nhân viên của mình sẽ phục vụ như thế nào. Mỗi nhà hàng thì đều có những cái giám đốc riêng, nhưng mà thường thì giám đốc sẽ không có đứng ra những cái vấn đề như thế này, mà cái người quản lý sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng về cái vấn đề này. Do đó thì cái người quản lý cần phải được đào tạo cái nghiệp vụ chuyên môn rất là cao, có khả năng tốt và tất cả các kỹ năng như là ngoại ngữ hay là cái cách cư xử và cái cách tổ chức rất là tốt thì mới không có sự phát triển bền vững. Và cái vấn đề thứ sáu thì nhóm Trang xin trình bày về vai trò và ý nghĩa của cái việc xây dựng nước Việt. Cái vấn đề rất là quan trọng và chúng ta ai cũng biết đó là xây dựng nước Việt để làm gì, xây dựng nước Việt để chống lại cái vấn đề đồng hóa. Đó là trước cái thực trạng ăn uống hiện nay thì người Việt chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến cái vấn đề là ăn những món ăn thuần Việt và cách ăn như thế nào để nó thật sự thuần Việt các bạn. Nhiều khi mình ăn món ăn của mình mà mình không hẳn không biết được cái văn hóa trong cái món ăn của mình là như thế nào. Ví dụ như là thường thì trên những cái bàn ăn nên để một cái đôi đũa, đó là cái cách mà người Việt mình ăn thường là dùng đũa rất nhiều. Còn bây giờ thì thường đến những cái nhà hàng đó, người ta dùng nẻ, dùng muỗng. Cái này đó cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cảm thấy là không có phù hợp cho lắm với cái bản sắc văn hóa Việt. Mình xin đại diện cho nhóm 8 để có một cái vài lời. Trước nhất là xin cảm ơn nhóm 9 đã đưa đến một cái dự án xây dựng nước Việt cho lớp chúng ta ngày hôm nay. Thứ hai nữa là nhóm 8 có những cái lời khen ngợi dành cho nhóm 9 thì đã đưa ra những cái thực trạng rồi những cái đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, sau đó là còn đưa ra những cái đề xuất rất là hữu ích trong giai đoạn mà xây dựng nước Việt trong giai đoạn hiện nay. Rồi về mặt thông tin thì có thể thấy là nhóm các bạn đã có những cái sự đầu tư về kiến thức rồi để mà trình bày cho cả lớp cùng theo dõi, và thông tin của các bạn đưa ra vô cùng thiết thực và nó đầy đủ, nó có tính sáng tạo, là nó cho thấy được cái sự đầu tư của các bạn trong quá trình mà đưa đến cái bài thuyết trình này cho cả lớp của chúng ta. Và cảm ơn bạn Hiền. Và xin mời cái câu hỏi khác ạ. Xin mời bạn Hiền đây ạ. Các bạn có thể thấy là ở bên Nhật Bản thì người ta bị dùng bằng gỗ cho những
mà mình trước khi bài giảng thực đó, mình có đọc một bài báo là một chuyên gia nói là người Việt Nam thì đang chết trong một cái kho thuốc, thì bạn nghĩ gì về câu nói này? Và câu hỏi thứ hai là khi mà khách sang Việt Nam du lịch thì những khách đó là phương Tây, họ chỉ muốn vào nhà hàng phương Tây để ăn, các Trung Quốc thì chỉ muốn vào nhà hàng của Hoa để ăn, thì theo dốt chúng ta sẽ làm cái gì để tạo ra cái sự Việt Việt cũng đã có chiến lược gì để hướng tới đại đa số người dân Việt được. Khi mà dưới một thời các doanh nghiệp Việt đã từng sản xuất nhiều cái mặt hàng để phục vụ cho nước ngoài, và bởi mình sẽ tự ra thì chúng ta cũng có môi đường hay là đẹp mặt đó, vì nó sẽ dễ dụ kiếm đến đâu. Và trong khi nhóm chính thảo luận thì các bạn sẽ xin mời thầy sẽ nhận xét các bạn cũng là chứng chính. Nên ăn những món ăn đường phố và các nhà hàng hay không? Theo ý kiến của nhóm thì nhóm sẽ không đưa các món ăn đường phố vào trong hệ thống các hệ thống thực đơn của nhà hàng. Câu hỏi thứ hai đó là có nên giữ các nhóm các món ăn ổn định trong nhà hàng hay không? Tại vì là cái đề án xây dựng bếp Việt là xây hàng một chuỗi các nhà hàng, thì mỗi nhà hàng sẽ mang một đặc trưng riêng. Vậy nên là về mỗi nhà hàng mang một cái đặc trưng riêng thì như thế là sẽ dễ, mình sẽ dễ quảng bá cái hình ảnh văn hóa của mình hơn là mình đưa lộn xộn các vì chúng ta không thể một nhà hàng mà có đặt đem vào đó là đặc trưng của các món ăn của các vùng miền khác nhau. Như thế thì cái hình ảnh nó sẽ rất là khó quảng bá, và cái cách trang trí cho các nhà hàng nó cũng không có được hài hòa cho lắm. Tại vì mỗi nhà hàng thì cách trang trí nó sẽ trang trí theo đúng cái phong cảnh, hoặc là cái phong cảnh của vùng quê. Ví dụ như là nhà hàng Nam Bộ thì người ta sẽ trang trí phong cảnh vùng quê của vùng sông nước Nam Bộ, thì như thế nó sẽ mang một cái đặc trưng riêng của cái nhà hàng đó. Như thế thì nó sẽ dễ đi vào cái lòng đi vào trong lòng khách hơn. Trang cũng xin đại diện nhóm để thêm một số cái ý kiến về cái vấn đề có nên đưa các cái món ăn đường phố vào trong nhà hay không. Thì theo cái sự thống nhất của nhóm á, là cái vấn đề này là sẽ không đưa cái món ăn đường phố vào cái thực đơn nhà hàng chính thức, mà chúng ta có thể xây dựng thành một cái hệ thống những món ăn đường phố. Tại vì như các bạn biết về các món như là bánh tráng trộn hay là tà mũ đá rồi các bạn, ngoài đó cái món ăn đó là cái món ăn xuất phát từ đường phố, nhưng mà bây giờ chúng ta đã thấy có những cái hệ thống hàng, những cái hệ thống phải gọi là những cái tiệm, những cái cửa hàng bán tàu hũ đá rất là phát triển rồi. Ngoài đó tụi mình ở dưới Thủ Đức á, thì từ một cái nó ra hai cái ba cái, và bây giờ thậm chí nó ra rất là nhiều, đi đâu cũng gặp quán những cái cửa hàng tàu hũ đá. Đó là xuất phát từ những cửa hàng mà đường phố. Theo ý của nhóm bạn bè thì mình hiểu đó là mấy các bạn nói là có nên đưa cái món đó vô cái nhà hàng không, và đề nghị cái việc đưa đó nó sẽ không làm cho cái món ăn nó được nổi bật, mà nó sẽ bị cái món ăn khác lớn nhắm. Cho đó thì nghĩ là nên xây dựng thành cái hệ thống dành riêng cho cái món ăn đường phố thì nó sẽ tốt hơn. Đó là cái câu theo ý kiến của nhóm. Nói chung thì em nhóm chín đã có một cái nỗ lực rất tốt, nhưng mà có một số điều đây thì cũng muốn lưu ý các em là ngày hôm qua thì các em mới đưa cho thầy cái bản mà các em thuyết trình, thì thầy cũng có chỉnh đấy, nhưng mà cũng không thể chỉnh được nhiều, bởi vì nó thời gian ngắn mà sao mà chỉnh cho các em, ngay cả để gửi cho các em nó thì các em không gửi được vì nó cái phần an toàn. Thế vì về hiện thức ấy, và một số nội dung ấy, thì thầy cũng có tăng chỉnh ấy, thì em có thể đưa cái file. Thầy có nói rằng là
rất là hình thức đấy. Và nếu mà các em chịu khó là yên tâm đó, yên tâm nhé. Tức là bốn mấy cái chữ đó thì các cũng rõ ra phải không? Nên tôi tiếp tục đến thì này. Cái phần đằng sau đó thì điều gì tất cả những thì cũng còn vận động lên một chút. Thế nhưng nếu mà cái kho đó khoảng 22 đấy thì cũng tạm tạm được. Nhưng mà nếu mà xa đó thì em phải 36 hoặc thì phải biết nhìn thấy rõ. Nhưng bây giờ thì nếu mà thầy vừa bung nó lên đến 36 thì nó bẻ cái file của em lên. Và nếu mà như vậy em thấy là được, nếu mà em đồng sẽ đơn. Cái phần cái nội dung đó thì thầy sẽ có một số ý kiến như thế này. Như thầy nói đó thì được em có nắm được nhiều vấn đề. Nhưng mà ngay cả các câu hỏi thì mà câu hỏi như thế cái điều không phải hay lắm. Khi mà em trả lời thì thầy thấy em bộc lộ cái sự nắm vững về cái ẩm thực Việt Nam đó, và cũng chưa tốt đâu. Các em có hỏi rằng là trong 9 tiêu chí mà thầy đưa đó thì cái tiêu chí nào là cái tiêu chí quan trọng nhất đó? Mà em đưa cái an toàn thực phẩm, đúng, an toàn thực phẩm mà mình xin rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ thì tất cả các bếp nào người ta cũng yêu cầu thì phải là bếp Việt ở đâu. Mà như vậy bây giờ thầy thấy là cái tình trạng mà hiện nay đó là ngay chính được em nghiên cứu và cuối cùng em cũng quan tâm đến cái bản sắc Việt đấy. Là hiện giờ đã đưa tới cái sự pha tạp rất là ghê gớm và cái ẩm thực của Việt Nam. Như thầy đã từng nói đó, thầy đến một số nơi ví dụ như cái nhà hàng ở Rome, nói là nhà hàng Việt Nam, nhưng mà thực ra thì thầy thấy là cái nhà hàng toàn những món ăn của chợ lớn cả, tức là món ăn của Trung Quốc, Tàu, chỉ cần là Việt Nam thì là kết quả. Vì vậy cho nên ngay cả cái nhóm nghe nghiên cứu của nước Việt này nghe em trả lời như thế đó, thì rõ ràng là em chưa đọc nhé về bản sắc Việt, hồn Việt, đúng không? Cái tiêu chí là liên quan đến vấn đề cái hồn Việt, cái bản sắc Việt đấy là rất là quan trọng. Nhưng mà tôi cái an toàn thực phẩm cũng quá quan trọng rồi, nhưng nó phải đi sau, không nhất định, đúng không? Đấy thì nguyên thì nghĩ là nguyên cái trả lời không đấy, thì nãy là nó thể hiện mà mình chưa nắm thật thật vững đó cái thực hiện cái việc. Thế giờ đi vào một cái cụ thể nhé. Thì nếu như đó cái phần đầu đó thì em nói ngắn hơn, bởi vì tất cả những cái gì em nói thì cái chương trình về nuôi văn hóa ở Việt Nam thì đã nhắc đến, nói đến nhiều rồi, đúng không? Đó. Vậy thì mình nhắc qua thôi, hoặc là qua những cái bài giảng của thầy hay là qua cái nhóm chương trình thì mình biết một số cái đặc trưng về cái này thế ngày nay. Sau đó thì sau này đó em tập trung vào vấn đề giải pháp, mà giải pháp đó là vấn đề là chuẩn hóa. Chuẩn hóa đó thì chuẩn hóa gì? Chuẩn hóa các món ăn, chuẩn hóa nguồn nào đó, chuẩn hóa nhà hàng. Thế thì cái chuẩn hóa đó thì trong cái chuẩn hóa đó, ví dụ món ăn đó thì là chuẩn hóa về tính Việt, hay là lấy tự nhiên làm gốc, vừa ngon vừa lành, sạch đẹp vân vân đó. Thì các em có thể là rất là giải pháp, mà cũng thể nói là cái thực trạng hiện nay thế nào và giải pháp cụ thể ra sao. Rồi nhà hàng quốc tế sao bảo về thao đạo quốc tế đấy. Thế thì đúng, có những cái vấn đề như đào tạo thì các em đâu có nắm được, các em nói phải thầy nói có không? Nhưng mà thầy cũng nói rằng là trước 1975 là không có cái trường nào mà đào tạo đầu bếp hoặc là tây với tàu. Nhưng nhớ như vậy,
và các nhà hàng, những khách sạn đã tưởng tượng tốt nghiệp nhé. Và sau đó tốt nghiệp bếp của Âu, bếp Á, bếp Trung, bếp thế giới, còn bếp Việt thì ít. Và sau đó thì em thấy rằng ngay những cái chuyên gia sau này đi huấn luyện đó thì cũng được ảnh hưởng cái đảm bảo chất lượng. Và do đó thì các thấy cái tính mà hiện nay để thể hiện bản sắc Việt hay là cái độc đáo của thực Việt ấy, thì anh không muốn mở lên đây. Và chính các em là một trong những người mà thầy nghĩ là khi mà thầy truyền dạy cho các em đó, trong như vậy là mấy chục năm nay thầy đi vào nghiên cứu về vấn đề là bản sắc của từ Việt Nam, độc đáo của từ Việt Nam mà ra đó. Mấy cuốn sách của mình thì đấy xin được ghi mật. Mà cái đó thì phải nói là tinh hoa của từ Việt Nam, như thầy nói nó cần ở trong gia đình, mà gia đình có thể là dân dã, có thể gia đình là quốc đình, mà có thể là ở các quán ấy, mất ăn từ phố ấy, tao vẫn ở đó. Nhưng sau 70 năm các em sẽ thấy rằng là nhiều món ăn ở Việt Nam đã vào các nhà hàng, khách sạn, không sao. Trong đó là có món phở, món ăn chả giò, món phở cuốn vân vân, mà nổi tiếng khắp thế giới. Thì ngày xưa thì những cái nhà hàng lớn nó có, bây giờ nó xuất hiện đấy. Và về những việc trước đây là em thấy rằng là như thế là gì? Nó thể hiện đến cái thực trạng, cái quá trình từ trước đến nay làm sao. Và thầy mong là khi thầy đóng góp vào cái đề án viết Việt để xây dựng tiếng Việt đó, thì bản thân như là các em đó là người mà phải nắm, phải nắm được cái bản sắc Việt đó là gì. Thế thì thầy đã có nói nhiều rồi, nhưng mà cũng cùng em chưa bắt nắm được đó. Thầy nói là nếu mà cần mà tóm lại đó, thì phải nói là ẩm thực Việt Nam lấy tự nhiên là gốc, lấy tự nhiên là gốc, vừa ngon vừa lành. Và nếu mà có thêm chút nữa là sạch và đẹp nữa thì tuyệt vời, nhưng mà sạch thì chưa có, đúng không? Tức là lấy tự nhiên là gốc, vừa ngon vừa lành, thì cái đấy là cái truyền thống chúng ta thế. Thế thì lấy tự nhiên là tốt đó, thì thứ nhất là ngay là cái nguyên vật liệu, nguyên vật liệu là tự nhiên rồi. Em thấy là nguyên tự nhiên rất tươi, món ăn Việt Nam mà không tươi là không có ngon đâu. Lấy tự nhiên là tốt, và nói về cái này là cái tươi sống thì nó có thể nó khóc tất cả, bởi vì có nhiều món ăn mà có thể là từ nguyên vật liệu tươi rồi nhé, mà ngay cả khi mà nấu chín rồi đó thì lại có cái ăn thêm và những cái gia vị, hay là rau, như vậy là tươi, phải sống được, chế biến đó. Nếu chẳng hạn như là luộc đó, mà những phở mà mình thức hấp là luộc đúng không? Cái tươi sống nữa đấy. Thì lúc bây giờ thì con thấy nó thể hiện luôn đó. Như thầy nói là thịt gà nó ra cái mùi thịt gà thịt vịt, nó sang thịt vịt, cái quay thì không nhé. Và về việc cho nên em để ý cái đó là đi các cách chế biến, và ngay cả cách ăn như thế nào, và ngay cả cái không gian đó, không gian của người Việt như khẩn khoang đó, em thấy là muốn mình ăn trong cái không gian tự nhiên. Và như vậy khi mà mình chuẩn nhất các món ăn như thầy vừa nói đó, nhà hàng cũng thế, tức là món ăn mình sao có thể hiện cái món ăn Việt nhé, phần Việt, bản sắc Việt, và đồng thời là phải là không gian Việt, để các cứ tưởng tượng bây giờ là nếu mà nhà hàng đó mà cái gì cũng sử dụng cái không gian Việt đó thì phát triển cái dịch vụ kinh tế nó phát triển thế nào, từ cái bát
nhé, cái cú hấp, rồi cái tranh, rồi cái nghe nhạc vân vân. Và nghe đến cái nhà hàng, bất cứ cái nhà hàng nào của người ta đã chuẩn hóa các, của các nước ấy, từ Thái Lan đến Nhật Bản vân vân, nó có không gian vậy, thì không gian của cái nhà hàng và không gian của cái quán có sự được tốn thế nào. Và thầy đã lưu ý các em rằng là như người ta đó, người ta ăn là người ta ngồi ở đường phố đó, ví dụ như đến Bắc Tây hay đến đâu đó ở ngoài đó thì lại mắc hơn là phía trong ngồi ở phía ngoài. Như vậy là cái không gian đó, người ta ngay ở đường phố đó người ta tạo ra nó mà ngồi được đấy thì là thích thú lắm. Bây giờ thì mình thấy là nếu mà các em đến cái chỗ mà khu Phan Trích Long ấy, cái đường phố, người ta có những cái ghế trong một đại sứ nó đâu mắc tiền đâu. Mà tại sao ạ? Đường phố của mình ở đâu đâu ghế toàn là ghế nhựa nó gì nó nhếch nhác đúng không? À, tại sao mình cũng có thể cái không gian mà khi đường phố mà người ta đã nói rằng ở Việt Nam là một cái nơi mà gọi là một trong cái nơi có đường phố ngon nhất thế giới, rất là phong phú, nhưng mà nó có những cái hiện trạng như vậy là sao mình không khắc phục đấy. Vậy thì em thấy rằng là khi mà em đặt vấn đề cái tiêu chuẩn hóa từ cái tự nhiên là gốc và cái ngon, nên nhớ là trước đây đó thì phải nói ở đất là ẩm thực Trung Quốc hay ẩm thực Pháp hay ẩm thực Tây gì đó là chê là ẩm thực Việt Nam là quay tường, bởi vì là bán những món ăn nhẹ thôi. Nhưng mà khổ cái bây giờ những món ăn nặng thì lại gây ra rất nhiều bệnh, trong đó là tim mạch rồi béo phì này, rồi là gút này, cái xe này, trong khi những món ăn Việt Nam thì nó nhẹ bây giờ đó người ta bắt đầu thích đấy. Và như vậy thầy đã từng nói với em là một ông tổng giám đốc gần một công ty thực phẩm Hải Hải gọi là chủ tịch một cái hội khoa học thực phẩm đấy, nói rằng là đến Việt Nam thì thấy là phụ nữ Việt Nam thì tôi có biết gì, và người đặt hàng, người phụ nữ đặt hàng bây giờ đang ăn phở để chấm béo phì, thì một tờ báo phụ thì nếu mà phở đó là cái tương đối là nó còn nhiều thịt hay nhiều béo phở, thế mà ăn một miếng gan là béo á, chứ không phải là và nhưng mà họ đặt tên là nó ít thịt nó cũng đỡ và cách nấu thế nào đặc biệt cho nó cái món đi rất là cảm ơn. Thế thì đấy là một trong, và các em nên nhớ là món ăn mà nhanh đấy thì mình cứ tưởng tượng là chỉ có người phương Tây thì mấy cái món ăn sẽ có cái món ăn nhanh, tức là món ăn là turbo, tức là cái món ăn mà người ta có thể lấy là mang đi được đấy, không cần phải là ngồi tại chỗ. Nên nhớ rằng là ngay cả cái món phở của mình đấy món ăn nhanh lên, nhưng mà nó nhanh là phút ăn ta lấy ra đi về đấy, là có thể là không cần phải ngồi tại chỗ, mà mình thì nhiều lắm, mình rất nhiều những cái món nó có thể gọi là ăn nhanh, nhưng mà nó phải vừa ngon mà lại vừa khổ mà lại vừa lành vừa rẻ, bởi vì nó sao, bởi vì cái món ăn của Việt Nam đó, thì chủ yếu đó, là nó rất ít thịt, nó rất ít mỡ, nó nhiều rau đấy, mà có gì mà thêm rau cái gì rau sống thôi, nhiều rau. Và nên nhớ rằng là rất nhiều người đấy là họ thấy rằng là ăn cái gì ở Việt Nam cũng dễ ngon, là bởi vì như thầy nói là có rất nhiều chất, em có nói rằng là chất thì là chất béo, chất xơ, em phải nói ví dụ cụ thể đi. Ví dụ như cái món phở lên 20 mấy chất, nó có thể là 15 chất là ít, và 20 có nữa là 20 chất đó. Những cái chất và những vị hương đó. Thế thì những cái chất đó thì trước tiên là người ta có nhiều người thích cái chất này, cái chất kia, mà nhiều chất quá thì người ta sẽ hợp với khẩu vị sẽ ngon hơn, vì ngon là hoàn toàn cái khẩu vị của người. Nhưng mà có một điều như là như một cái ông mà Đại Hàn đã nói rằng là từ Hà Nội vào đến thành phố Hồ Chí Minh, ông ăn
quan hệ của con là bởi vì sao? Bởi vì mình ít lần tức là cân bằng. Nếu chẳng hạn như là muốn ớt cay mà không thể ra ngoài hay muốn thêm như muốn bỏ lấy chẳng hạn là cay và ngay cả cái bắp ruốc bây giờ cũng không có lấy quá chẳng hạn rất có thể lấy thêm và tất cả những gì đó các thế cũng được. Đó là cái cách mà chế biến cách làm của người Việt, tức là nó vừa vừa đấy như thầy nói là nó mang lại những nhiều chất nó cân bằng và nó thứ hai nữa là thứ nữa đó là nó làm bởi vì nó có rau củ quả khá là chính thì nó là có cái thuốc. Và bây giờ thì nếu mà các em nghiên cứu xem là từng cái gia vị mà cùng cái rau củ quả ăn thế là phải thuốc như thế nào cụ cụ thể ra rất hay. Vậy thì nếu mà các em á, nếu như mà các em có giải quyết như thầy nói đó, tức là các em chỉ nói có thể chuẩn hóa để áp dụng chuẩn hóa các món ăn, chuẩn hóa các nhà hàng. Thế thì làm cách nào để được chuẩn hóa? Cái thứ nhất bây giờ như thầy là người đóng góp là thầy xây dựng cái lý luận nhé. Cái lý luận trong đó là sử dụng tất cả những gì mà về lịch sử về cái món ăn truyền thống của Ba Miền nhé. Cái đó là cái cơ sở không? Rồi đó. Rồi thế nào cho được phải có tức là những cái hội thảo mà thầy thì tổ chức cái nhiều tổ hành như thế này. Là chuẩn hóa thế nào là tính Việt Nam, chuẩn hóa thế nào là tính to, chuẩn hóa thế nào là tính lành. Rồi bây giờ là chuẩn hóa là món ăn nào là món ví dụ như phải dựa vào những cái món ăn là đặc sản là chính, mà đặc sản cái địa phương đó thì người ta đã có cái truyền thống như thế nào rồi. Thế bây giờ cái đặc sản đó thì cái chuẩn nó là cái gì đó thì mình phải hay. Và như vậy thì kết hợp với này cái trường đào tạo. Và bây giờ thì mới bắt đầu cái gần bây giờ là như thế, nhưng mà ngay cả những người mà đang đào tạo ở các trường như thế Sài Gòn Tourist á thì nó cũng có hạn chế thôi. Đây là đặc sản này mà thấy các người khác thì biết đâu được các em là một trong những người mà được thấm những cái gì bí mật biết việc mà các em thấm được rồi đó thì sau này các em có vai trò để đóng góp. Và như vậy thì nói là phải có kết nối giữa người nghiên cứu như các nói với là các tổ chức nữa, các tổ chức các tổ chức về du lịch rất nhiều và các tiểu tổ chức hội thảo. Nhưng mà như là các nước họ làm đó, ví dụ như Thái Lan đó, có công ty Hoàng Gia Thái và hiện nay là người ta có hơn 8.000 các nhà hàng chuẩn ở khắp nơi. Việt Nam chúng ta chưa có, nhưng mà tôi nghĩ trong tương lai sẽ có thể xây dựng một chuỗi những nhà hàng nào đó. Mà thầy thì nghĩ rằng là bây giờ đó, nãy thì các em nói rằng là Việt Nam không có đẹp, nên nhớ là món ăn của mình đẹp với cái đẹp mà mình đến thì cái truyền hóa cái cộng đồng của mình còn còn giới hạn. Làm sao mà Nhật là thầy nghĩ cái đề án này chưa chắc mà đã là bằng những cái trang trí cách trình bày của cái ẩm thực của mình nhờ đấy. Bởi vì thứ nhất đó là ông vua thì ông ăn nhiều món lắm, hay là trên cơ công đình này ăn nhiều món lắm, có thể là 50 món, có thể 150 món, có thể là hàng ngày đó là mấy chục món. Thế thì cái số những món trước mà trước đấy thì cần phải trình bày cái đẹp hơn đó. Và vì vậy cho nên là sau hoàn cảnh đó cho nên là cái trang trí ẩm thực công đình thì rất là hay. Nhưng mà mình không có tiếp thu được nhiều đâu. Rồi thứ hai đó, thầy đã nói là ẩm thực của mình cái hay nhất đó, theo thầy hiện nay để có thể đáp ứng với cái hoàn cảnh của Việt Nam đó, là ẩm thực của mình đã là rất là an toàn thực phẩm. Một trước khi mà vô ăn thì phải có cái đũa kim dao như em nói rồi đấy để biết có đập hay không. Nhưng mà dĩ nhiên là khi lúc đầu đặt mà lần đầu đặt như vậy thì nó nặng, nhưng em nên nhớ bây giờ có nhiều cái độc tố nó không chết ngay đâu mà lâu thì sẽ bị sinh bệnh, mà hay nhiều sẽ sinh bệnh, cho nên mình phải nó không cần phải là cái mũi kim dao đâu. Nhưng mà cách nuôi trồng ở Huế nó vẫn giữ được, ít dùng cái phân bón, ít dùng cái thuốc trừ sâu, không dùng cái chất kích thích
thì tất cả những cái đó đó là cái hiện giờ đã là cái thức bẩn mạnh của Huế đấy. Nhưng không dừng được đợt thì vấn đề có an toàn thực phẩm là số 1. Và tiếp theo là 4, nhóm 5, 6, 7, các bạn ngồi giữa. Các nhóm A, B thì các bạn ngồi chung với nhau nha. Các bạn nhóm 5. Nhóm 5, các bạn nhóm 5 rồi, nhóm chủ nhóm 5 rồi. Muốn đánh giá cái môn học này thì mình phải dựa vào cái định hướng hay cái tầm nhìn và mục tiêu của môn học. Sinh viên là trung tâm trong quá trình dạy và học, đúng không? Thế thì cái mục tiêu đó, mục đích yêu cầu đó thì thầy nhắc lại nhé, cái kiến thức đó là giúp sinh viên trang bị kiến thức về phát triển văn hóa ẩm thực Việt Nam, những nét đặc trưng đặc đáo của ẩm thực Việt Nam, từ nguyên vật liệu, dụng cụ, cách chế biến, cách ăn uống của người Việt. Đấy, kiến thức là như thế. Kỹ năng là gì? Kỹ năng được rèn luyện, kỹ năng về học mỹ, thưởng thức và tìm hiểu, truyền đạt, quảng bá những đặc đáo của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Tức là và thầy đã nói với các em là mỗi một cái thiếu sinh viên đó là các em mỗi một buổi học các em cứ ghi những cái gì là ấn tượng nhất về bất cứ cái bậc ba một điều đó một cách cụ thể. Khảo sát của các bạn rồi thầy nhận xét thì mình nghĩ là đó là kiến thức mà nhóm cũng đã tiếp thu được một phần từ đó. Thứ hai đó là về phần kỹ năng. Thực ra thì khi các nhóm thuyết trình thì các bạn cũng được rèn luyện các kỹ năng đứng trước diễn đàn cho đám đông, trình bày vấn đề. Hai là kỹ năng phản biện trang điểm cho các nhóm thì có thể có những cái thiếu sót, hoặc là một số bạn không được rèn luyện nhiều thì nó sẽ có cái không được tốt. Nhưng mình nghĩ là khi được rèn luyện và khi được thực thi nhiều thì cái đó là nó có sự cố gắng mà mình nghĩ nên ghi nhận. Cái hệ thống này đưa ra rất là quy củ, rất là khoa học và nó ép ra phải theo đúng từng chuyện một đó. Chẳng hạn như là mỗi ngày chúng ta đi học đó, các chúng ta đều có những cái giấy phiếu sinh viên và mỗi ngày chúng ta phải điền vào trong đó rồi phải ký tên vào trong đó. Chúng ta không có được ý dùng hay là ghi thêm cho các bạn gì hết. Và thầy mỗi ngày thầy còn chụp hình lại để đếm coi là đủ thành viên hay không, để tránh chúng ta cái trường hợp mình phải cắt cái thẻ dân học nữa. Nói chung là rất là gắt để chúng ta rèn luyện cái tính đạo đức của mình nữa, cái thái độ học của mình. Rồi khi mà giảng dạy của mình là thầy bước vào ngày đầu tiên đi học là thầy phát tài liệu chúng ta luôn. Chúng ta phải tự đọc cái nhà trước, cái bạn chưa, sau đó là đến lớp thầy sẽ giảng dạy nè. Thầy không bao giờ nói trong cái trường bình thường đâu, không có như là các con môn trước đó thì là thầy sẽ, các thầy cô là sẽ chỉ nói được, cũng dựa trên kiến thức đó thì nó nói lại, nhưng mà thầy dựa trên những kinh nghiệm cá nhân của thầy đã từng trải bao nhiêu năm thầy nói lại rất là ít và sau đó, nhưng mà nó rất là bổ ích cho chúng ta. Thì sau đó thì chúng ta đọc cái chương tiếp theo để tự tìm hiểu cho bản thân mình. Khi các tài liệu nó lên trên mạng và cùng nhau trao đổi về những cái đường và những cái bạn tâm đắc về cái thành phẩm ẩm thực này, qua đó thì nhóm cũng có rút ra được một số kiến thức liên quan đến cái đề tài mà nhóm thuyết trình. Thì trong quá trình học thì nhóm cũng năng động, cũng giao tiếp với lại những cái nhóm khác để tìm hiểu về chuyên đề của các nhóm, để hiểu thêm về những cái đề tài mà các nhóm làm. Qua đó thì tiếp nhận thêm những cái kiến thức đó để trao dồi thêm cho bản thân. Trong quá trình làm việc thì cái kỹ năng làm việc của nhóm đó là tự tin phát biểu trước đám đông, rồi trao đổi với các thành viên trong nhóm thì có cái tính khoa học hơn, nghĩa là các bạn làm việc đúng giờ giấc, có lịch trình và có những cái biên bản cụ thể về những cái việc là tôn trọng của mình. Thầy đã làm cho cái lượng tương tác về nhóm này là nhóm khác. Tuy nhiên thì khi mà thầy kết thúc vấn đề đó, cái giọng của thầy hơi nhỏ. Nếu như những bạn ở trên này ngồi đó thì sẽ nghe rất là bình thường. Và nếu như bạn chuyển chỗ xuống phía dưới thì nghe được câu được câu mất này.
Vâng, cái thứ hai em nói thì có thể là đây là cái buổi mà em chia sẻ thật sự của mình, thì có thể là yêu cầu của thầy đối với môn học này với bọn em là quá cao. Bởi vì bọn em trong học kỳ này, bọn em một người sẽ học từ 20 tới 24 tiếng chỉ và sinh viên năm tư rồi, bọn em phải giàn trải. Tuy nhiên thì cái sự yêu cầu cao của thầy và bọn em có thể là trong mỗi người sẽ ấn mạnh hơn, nhớ nhiều hơn. Và cái chức năng gọi là như thầy nói là sử giảm thật, thì nó sẽ lưu về trong mỗi người hơn. Để bây giờ ví dụ như em một tối có thức làm bài về môn văn hóa kiến thức, cũng đã cố gắng để làm xong cái bài nghiên cứu. Nghiên cứu mà thầy nói rằng là mỗi người làm, thì đó là em làm đề tài là chào lương Nghệ An. Thì cái này sẽ giúp cho riêng bản thân của mình, thì mỗi người sẽ có những cái kiến thức rộng hơn. Còn về cái ưu khuyết điểm của nhóm á, thì nhóm em là nhóm 4 nên là thời gian thuyết trình lần đó đã kéo dài 3-4 tuần, nên bọn em có thời gian chuẩn bị. Nhưng mà các bạn cứ gọi là biết cái chân mới nhảy, thành ra là giao thì giao việc là lâu lắm rồi, và tới thứ tư thứ năm nó mới gửi bài. Và thứ bảy thì bọn em đã làm rồi, cái này bọn em nói rõ luôn, thì làm cho cái bạn mà trong nhóm có một bạn là cô boy á, rất là khó và nguyên đêm để làm cô boy. Và sáng mai thì khi mà đề tài về bánh của bọn em thì phải mua bánh thì bọn em không thể nào mà làm buổi tối, ngày mai mang lên cũng sẽ hư hết. Và làm cho bạn hàng phải chạy đi chỗ này, chạy đi chỗ kia mua bánh. Và cũng thấy các nhóm như là nhóm của bạn bên thi á, ngoài cái khả năng là các bạn nói theo cách cho người khác hiểu, chứ không phải là nói theo kiểu và bơ bôi, và có những làm thực hành bên trên lớp luôn. Thì như vậy là thì phải làm đó mới thực sự là môn văn hóa thực. Bê của nhóm, bạn Đặng Phan Hạ An, bạn Trần Cao Thủy Lan, bạn Nguyễn Thanh Hương và bạn Đặng Hà My. Đối với vấn đề biên tòng thì chắc là lớp mình đều biết là nhóm mình là tụ tập những con người rất là hay đi trễ. Và rất là hay đi trễ, tuy nhiên đi trễ nhưng mà các thành viên trong lớp không vắng, trong nhóm là không hề vắng một buổi nào cả. Có một đặc điểm của nhóm là mỗi lần họp thì nhóm thường là kiểm điểm những bạn đi trễ và nêu lên bạn nó ra là cảnh cáo bạn đó, thì bữa sau sẽ hát với thầy. Nhưng mà rồi thì bữa sau thì các bạn nó lại đi đúng giờ. Khuyết điểm lớn nhất của nhóm là trong giờ học thì nhóm còn một số lúc còn hay làm việc riêng và chưa có thể tập trung nhiều vào bài. Tuy nhiên thì nhóm vẫn nắm được những vấn đề của các nhóm khác bằng cách là tụi mình thường xin những slide bài giảng của các nhóm trước để về đọc lại, để tiếp thu lại kiến thức cho nhóm. Trong quá trình làm việc nhóm thì nhóm đã thu nhận được rất là nhiều kỷ niệm với nhau, giống như là nhóm tìm ra được ưu điểm của bạn Thành là muốn chạy trò rất là đẹp. Chiên hơi cháy một chút nhưng mà bạn rất là có tâm ở trong cái món ăn này để thị thực cho lớp. Bên cạnh đó thì bạn Thủy Lan là một người tỉa hoa ớt rất là đẹp. Và cái món mà tụi mình trưng bày á, lúc đầu là tụi mình đặt tên là bông hồng về những người bạn. Bởi vì lý do là trẻ tụi mình quá ít, nhưng mà cái bông hồng nó lại to, chiếm hết cái vị trí của ý nghĩa, cho nên là tụi mình đặt tên là bông hồng về những người bạn. Nhưng mà khi mình lên trên này á, thì lại có một cái tên khác. Đó là cái niềm vui của nhóm khi mà học trong cái văn hóa ẩm thực này. Thứ hai là để mọi người nói lên những cái suy nghĩ và để báo cáo cái tổng kết trong quá trình làm việc xung quanh buổi học vừa qua. Thì trong nhóm chúng em có 3 thành viên, em tên là Ngọc Bích, còn 2 thành viên còn lại là chị Đinh Thị Thu và bạn Nguyễn Thị Thùy Như. Nhóm thì em chỉ có vắng 2 buổi, chị Thu thì có vắng 1 buổi và bạn Thùy Như là do trường hợp đặc biệt cũng đã có xin phép trên phòng đào tạo thì thường có mặt trong những buổi mà có liên quan, còn những buổi còn lại thì bạn ấy sẽ nộp đơn cho thầy sau ạ. Về cái thứ hai thì nói về kiến thức nhận đồ thì nói thiệt là trước đó thì em cực kỳ ghét nấu ăn, không phải là ghét mà tại vì nó không được nên ghét nấu mà nó cứ bị hư hoài, cho nên em kiên trì chắc có mỗi món lẩu thôi. Ai mà tới nhà em còn mời lẩu ăn riết lên thành lẩu luôn. Nhưng mà thật sự khi mà được học môn lớp này thì lúc đó em mới nhận ra được là thì ra nấu ăn nó cũng có nhiều cái hay. Trước tiên là biết về cái sự đa dạng của ẩm thực Việt Nam, và sau đó biết đến cái sự đặc sắc của các món ăn từng vùng từng miền, và cả cái sự phong phú của những cái món ăn mặc dù trùng tên nhưng mà lại có rất nhiều các chế biến khác nhau. Chẳng hạn như là bún thì có bún mắm, bún riêu, bún thang, bún mọc, phở thì có phở gà, phở bò, rất là nhiều, rất là phong phú. Về cái kỹ năng mà chúng em đạt được thì
cũng đã qua 4 năm rồi và đây là cái môn đầu tiên, cũng là cái lần đầu tiên mà em thấy nó vừa độc mà vừa lạ nữa. Tại đây là lần đầu tiên mà có cái việc mà tất cả các bạn làm báo cáo cá nhân rồi báo cáo tổng kết, thì thật sự là tuy nó cũng có chiếm nhiều thời gian hơn những môn khác nhưng mà cũng khá là thú vị và khiến cho em là quan tâm nhiều hơn về cái vấn đề mà chúng em đã được học là về vấn đề ẩm thực. Thứ hai là bạn Nguyễn Hiểu Vượng là thư ký, ba là Nguyễn Hoàng Nhân, Ngô Dũng Dương, Nguyễn Minh Phát và Hoàng Đức Kim. Thì nhóm đã rút kết ra được nói chung là rất là nhiều kinh nghiệm bổ ích, có thể là phục vụ cho cái công việc của mình sau này. Thì về kiến thức á, thì trong các buổi học thầy đã giảng dạy cho chúng em, thứ nhất là về đầu tiên là về các khái niệm, chúng em đã nắm được những cái khái niệm cơ bản nó liên quan đến ẩm thực Việt Nam, và qua đó thì thấy được cái bản sắc của văn hóa Việt Nam trong ẩm thực. Thứ hai là về nắm biết được cái những đặc trưng cũng như đặc điểm của ẩm thực ba miền, và cũng như cách quản lý, cách quản lý làm sao cho cái quảng bá hình ảnh của bếp Việt ra thế giới. Còn về kỹ năng thì qua khoảng thời gian học thì nhóm mình cũng đã thống nhất đúng kết là rất nhiều kỹ năng, cũng như là về kỹ năng đầu tiên về kỹ năng thuyết trình trước đám đông, thì trong nhóm thì cũng có các thành viên là hồi đó giờ chưa có thuyết trình lần nào, như là bạn Dũng Dương, thì lần này thì nhóm mình cũng chọn bạn ấy để đưa cho bạn ấy thuyết trình. Nói chung là cái buổi thuyết trình nó không có hoàn hảo nhưng mà nói chung bạn ấy cũng cảm thấy là rất là tự tin hơn. Chiều hôm qua hay chiều tối hôm qua đó là mình nhận cái trách nhiệm là bày buộc để gửi cho thầy, nhưng mà rốt cuộc là vì công việc các thứ là không có nhận được bài kịp thời lại phải dựng cho thằng An làm. Cái bài nói chắc các bạn cũng để ý, thì cái tài liệu thầy phát là cho chúng ta, thầy phát chúng ta đọc, thì cái đó là tất nhiên, cái đó trong đó có những cái lý do của những thầy tiền bố đi trước rất là thâm sâu. Nhưng mà về thầy dạy cho chúng em á, thì thường là các bạn thấy là như bạn Thiên nói là rất ít gặp trong tài liệu thầy dạy về những cái kinh nghiệm của thầy, những cái chuyến đi của thầy qua nước ngoài. Cái đó thì tất nhiên là sách vở thì không thể nào có được rồi. Và về cái mặt thứ hai nữa là về ở thầy, thầy hỗ trợ rất là nhiều, thầy cung cấp tương với vai trò là người chỉ đường, người định hướng, và sinh viên là cái người chủ động để mà từ đó có thể là khám phá kiến thức rồi hoàn thành những cái nhiệm vụ từng bài cá nhân của mình một cái cách mà sao cho trọn vẹn nhất để mà đóng góp vào bài chung của nhóm. Nhưng còn thì nhóm chúng chỉ có hai bạn là nghỉ, mỗi bạn nghỉ một buổi, còn tất cả các bạn còn lại đi học đầy đủ và tham gia cái buổi học hết sức nghiêm túc. Chỉ có điều là một có đi trễ, cũng có đi trễ, và cho thấy là đó là cái tình trạng chung của lớp mình chứ không chỉ của riêng nhóm chính thôi. Do đó là cái này mình cũng không có để ý đến nhiều. Rồi cái vấn đề nữa là về cái thái độ học tập. Em thấy là trong cái lúc mà làm việc với nhóm chính á, thì lúc đầu á, do nói hẳn là nhóm cũng đã thân thuộc rồi, cũng có một số bạn đã làm việc với nhau rất là lâu rồi, 4 năm rồi, và bây giờ thì có thêm một số bạn mới vô để cùng làm việc. Và lúc đầu thì mình cứ nghĩ là cái việc công việc nó sẽ khó khăn, nhưng mà khi nghĩ lại thì thấy là cái thái độ của các bạn rất là nghiêm túc. Tàu quốc viên năm đó là nó hơi chết, bởi vì bạn của thầy cũng học một lớp ấy, đến khi mà thầy vào đại sư phạm là bạn thầy dạy thầy luôn. Nhưng mà thầy nghĩ là cảm ơn bạn bởi vì bạn đã dạy mình, cho nên là mình có cái động lực rất là lớn. Như vậy thì mình nghĩ rằng là cái kinh nghiệm mà thầy dạy thì phải nói rất nhiều, nhưng mà phải nói là cái môn văn hóa ẩm thực để
Nam đó, thì dạy thì bắt đầu là 2007. À, như vậy thì là hiện nay quốc vũ trường cái đại học Sài Gòn, trước đây là trường cao đẳng sư phạm Hồ Chí Minh đấy, rồi đại học công nghệ Sài Gòn đấy, công nghiệp Sài Gòn đó, rồi nhưng mà thành từ chối các kiểu để chỉ nhận một đồng lớp của trường đại học quốc gia. Và như vậy thì thầy nói là thầy có nhiều kỳ vọng hơn nên các em có bốn thực hiện như vậy là bốn khóa rồi. Và thầy nói thế này, tất cả những kinh nghiệm mà thầy dạy đó cũng là do thầy nghiên cứu, thầy có nghiên cứu về giáo dục, bởi vì trước 75 thầy là trưởng ban nghiên cứu giáo dục mới nhất của trường trung học thành phố Thủ Đức, tức là thuộc đại học sư phạm Sài Gòn rồi. Và khi mà thầy tham gia sáng lập đại học Vương đó, thì thầy là coi như là cái sáng lập cái nhóm phương pháp dạy và học đại học, và thầy đã chuẩn bị tổ trưởng cái phương pháp dạy học sử của trường cao đẳng. Thì năm 2001 đó, thì thầy có viết một cái bài về một bài cái cảm nhận của thầy đó về cái kinh nghiệm mà lúc đó là ban. Thì bây giờ đó thì thêm nữa là hơn 10 năm nữa, đúng không? Thì trước đây đó, khi mà thập niên 90 phải áp dụng một cái môn phương pháp dạy và học, đồng thời là cái môn văn hóa, môn cơ sở văn hóa Việt Nam, thì có nhiều sinh viên, trong đó các em đã đi sang Úc, thì em nói rằng là khi mà dự cái giờ của thầy thế thì thấy nó hơi hoài vì yêu cầu cao quá. Nhưng khi nghe sang Úc rồi đấy thì thấy rằng là thầy nào cũng yêu cầu vậy, cho thế nó thấy bình thường. Thì có lẽ là hiện nay cái giáo dục của Việt Nam đó là nó thiếu và nó thiếu nhiều quá. Một trong cái đó là cái phương pháp dạy, thầy chưa nói đến cái chương trình đó, cái định hướng đó, một cái phương pháp dạy. Thì cái phương pháp dạy đó thì như em thấy lúc này trước hết đó là phải có cái đề cương môn học. Cái ngay cái buổi đầu mà khi mà phổ biến cái đề cương môn học, mong muốn học trò thế nào, nó thu hút học trò nó từng em thấy đúng không? Ngay cái buổi đầu không? Rồi có đề cương bài giảng đưa cho em trước và tài liệu tham khảo như em nói là quá nhiều. Nhưng nếu mà mình đó mà chỉ lo cái tài liệu rồi giảng thôi, thuyết giảng thôi đó, thì cùng lắm đó là em có kỹ năng nhớ hay kỹ năng ghi thôi. Bao nhiêu kỹ năng đó thì không có. Và do là cái giáo dục của Việt Nam đó, nó thiếu sót về để rèn luyện kỹ năng. Thì chỉ nói một cái ví dụ thôi. Cảm nhận ví dụ như là tại có những cái lớp có cái bàn đấy là cứ đến lớp 3 nhé, cứ đến lớp 3 là mỗi một em đó phải tìm kiếm rồi là thực hành và thuyết minh trước lớp một món hoặc ăn hoặc uống lúc ba. Thế thì như vậy em ấy để kiếm là trên bàn cái này là mẹ em hay là ai đó, rồi cuối cùng đó là em phải làm xong rồi em mới trình bày cho lớp, để lớp đứng để có thuyết minh, cũng có thì sẽ có phản biện rồi là có ý kiến về cô giáo. Còn ngay ở lớp 3 thì bao nhiêu kỹ năng đã có rồi em nhé, chứ không phải chờ đến khi nào. Vậy thì cái giáo dục của chúng ta ngay từ hồi nhỏ chúng ta đã làm, mà người ta đã làm như vậy mình cho là lớp 3 biết gì mà nấu cái nướng ở một
thức uống thôi, nghe họ đó là có sao đâu, có sao đâu, yêu cầu sao uống gì bây giờ mình nên nên nên. Vậy thì các thấy rằng là như thế đó là các kỹ năng mình chưa quan tâm tới. Vì vậy thầy mong rằng là lớp này đó khi mà thầy dạy các em thì rất quan tâm đến kỹ năng, người ta nói rất nhiều kỹ năng. Nhưng mà phải nói cái này này, cái khuyết điểm của giáo dục Việt Nam á, mà thấy cái số một đó là cái kiểu mà tinh thần đồng đội đoàn kết cái đất nước của mình còn thiếu. Và do đó các thấy là người Mỹ đã họ đã đưa ra một cái chương trình gọi là quản trị chất lượng đồng bộ, nhưng người Nhật họ thực hiện quá hay là họ thành lập đó là những cái đội chứ không phải là nhóm học tập. Sau này ở Mỹ thì họ thấy cái quản trị chất lượng của Nhật hay quá là các đại học lúc bây giờ họ cũng theo, lúc bây giờ là học cái gọi là các học nhóm, như Harvard cái thẻo đấy là 4 người là học một nhóm. Thì ở Việt Nam của chúng ta đó, thì các em thấy là các em qua sinh hoạt nhóm đó, thì các em thấy có nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà nếu mà các em sinh hoạt theo đội đó đấy, thì quản lý của cái đội nó hơi khác với cái chặt hơn của nhóm. Như vậy là mình có một cái định hướng, cái mục tiêu riêng của cái nhóm của đó, người quản lý chặt, người thể hiện một cái tinh thần gọi là leadership, tức là mỗi một người có khả năng chỉ huy lãnh đạo. Rồi teamwork đó là có cái khả năng như là phân biệt teamwork là theo nhóm theo đội. Thế thì bây giờ đó thì Việt Nam còn kém, và cái lớp học của thầy đó thì muốn là cái tinh thần teamwork leadership học nhóm đó, để mong là các em trở thành học đội chứ không phải học nhóm nữa, quản lý chặt hơn đó. Và điều một thứ nữa là cái giờ của hiện nay đó là cái tình tự học và cái sự sáng tạo. Các em thấy không, tức là thầy cho các em thao hồ mà không suy nghĩ gì đó thì phát biểu thì tự ý đó. Và các em thấy là như vậy thì may ra mình có cái sáng tạo, và thầy mong cái môn học của thầy đó sau này đó, tìm ra những cái giải pháp nào đó thì các em càng ngày càng sáng tạo và thầy kỳ vọng của các em. Thứ ba nữa đó, cái giáo dục hiện tại và đây theo thầy đó là thiếu trung thực. Em nên nhớ rằng là ở nước ngoài đó chỉ cần là người ta bắt mình là có người gửi phao cho em quay phim đó mà em không có quay đó, người ta cũng đuổi em, cắt không phải đâu. Và thứ hai nữa là chẳng hạn như là một công ty nào đó mà thấy là mình nói dối người ta đuổi thì cái chất lượng nó mới cao được. Nhưng em thấy là đây là trường này, là lớp này, đây là lớp mà thầy dạy đó. Nhưng em lớp trưởng có nói là các em